Bi Đạo Tràng Giám Pháp. Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Duyên Giác. Quyển thứ tư. Đầu quyển tư. Tào Khê Thủy nhất phái hướng Đông Lưu, Quan Âm Bình Nội trừ tai cừu, Đề Hồ Quán Đảnh địch Trần Cấu, Dương Chi sái sứ nhuận Tiêu Khô, Uyết Hầu Trung Cam Lộ tự hữu Quỳnh Tương Thấu. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Tứ trí viên minh chi diệu thể, nghiêm nhược tinh trung chi kiểu nguyệt, tứ vô ngại biện chi quyền âm, cao siêu kiếp ngoài chi không đàm, dần tứ tâm ư tứ ác thú trung. Ly tứ tướng ư tứ sinh giới nội, tính Phật ân chi quảng bố, ngưỡng thánh đức chi di cao, duy nguyện hồng ân dám nạp thành khẩn. Thượng lai phụng vì kim thời cầu sám đệ tử đẳng, khải kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tư đương đệ tứ quyển nhập đàn duyên khởi, tứ tất đàn nhân tam nghiệp thanh tịnh, khắc niệm nhiếp niệm dĩ đầu thành, tâm chánh thân chánh nhi tác lễ, bình trăm tam đảo chi xuân quang, lô nhiệt lục thù chi hương cái, đăng nhiên huệ cự cúng hiến thuần đà, lễ bái truyền nhiễu phúng dình tán dương, phát lộ phi thành khắc cần sám hối, thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng, tự tùng vĩnh kiếp trực chí kim sinh, mê tứ đại chi sắc thân, họ tứ sinh chi luân chuyển, khởi tứ tướng chi điên đảo, phạm tứ chủng chi oai nghi, tùng mê chí mê do khổ nhập khổ, tùy cảnh phong chi nghịch thuần, nịch ái thủy chi trầm luân, vô minh duy trọng duy thâm, phiền não như dao như tất, bằng đại pháp dĩ hồng tuyên, trượng chân thuyên nhi giải thích, kim tác thốn tâm khánh khoái, khắc cốt minh cơ, tập đại đức chi cao lưu, dần nhất tâm nhi sám hối, ngưỡng khấu hồng từ minh huân gia bị, tứ bát đoan nghiêm di diệu tướng, tăng kỳ tam đại kiếp tu lai, diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính, khởi dẫn từ bi đạo tràng sám pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm mâu ni Phật, nam mô ca diếp Phật, nam mô thích ca mâu ni Phật, nam mô đương lai hạ sinh di lặc tôn Phật. Chương thứ bảy. Nói rõ quả báo. Tiếp theo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại phải chí thành đảnh lễ, nhất tâm lắng nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Dương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà. Ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy, đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngạ quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngạ quỷ đồng sinh lòng cung kính, đến hỏi Ngài Mục Liên về nhân duyên đời trước. Một ngạ quỷ hỏi rằng: Tôi một đời tại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn mà ăn. Trên nhà xí đã có con đại lực quỷ lấy gậy đánh tôi, tôi không đến gần nhà xí được. Vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp rằng: Đời trước lúc làm người, ngươi làm chủ chùa, có khách tỳ kheo đến xin ăn, ngươi keo kiết không đại khách ăn. Chờ khách đi rồi, ngươi mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. Vì ngươi vô đạo, tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là qua báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngạ quỷ hỏi Ngài Mục Liên rằng: Tôi một đời lại đây, trên vai có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi. Tôi tự lấy gáo múc xối từ trên đầu xuống, đau khổ vô cùng, không thể chịu được.
tôi vì tội gì mà phải như thế? Ngài Mục Liên đáp rằng: Lúc làm người, ngươi làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng. Có một bình sữa, ngươi giấu chỗ kín, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiêu đề, thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần. Vì ngươi vô đạo, tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngạ quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: Tôi một đời trở lại đây, thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà phải như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng: Lúc làm người, ngươi là một vị sa di nhỏ, lấy nước trong sạch khuấy đường phèn cho chúng. Đường phèn cứng rắn, ngươi sinh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy chút ít. Đại chúng chưa uống, ngươi đã uống trộm trước một hớp. Do vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe những việc ngài Mục Liên đã nghe đã thấy rất đáng sợ hãi. Chúng con có thể làm những tội ấy, vì vô minh ngăn che, chúng con không tự nhớ biết. Giả sử như chúng con đã tạo vô lượng tội nghiệp như vậy, đời sau quyết phải thọ lãnh quả báo đau khổ ấy. Vậy nên bây giờ phải chí tâm tha thiết, đầu thành đảnh lễ, hổ thẹn, cầu xin sám hối. Nguyện trừ diệt sạch những tội lỗi ấy, và nguyện xin sám hối thế cho hết thảy ngạ quỷ khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện xin sám hối thế cho các cha mẹ và các sư trưởng. Nguyện xin sám hối thế cho các bậc đồng đàn tôn chứng thường trung hạ tòa. Nguyện xin sám hối thế cho tất cả thiện ác tri thức, rộng ra cho đến khắp cả mười phương tận hư không giới, vô cùng vô tận hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo. Những tội đã làm, nhân này sám hối mà được diệt trừ. Những tội chưa làm, thề không dám làm. Nguyện xin mười phương chư Phật chứng biết cho chúng con. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Minh Diêm Phật, Nam mô Mâu Ni Phật, Nam mô Diệu Hoa Phật, Nam mô Hoa Thị Phật, Nam mô Thiền Túc Phật, Nam mô Đạo Sư Phật, Nam mô Đại Tí Phật, Nam mô Đại Lực Phật, Nam mô Túc Duyên Phật, Nam mô Tu Dược Phật, Nam mô Danh Tướng Phật, Nam mô Đại Minh Phật, Nam mô Diêm Kiên Phật, Nam mô Chiếu Diệu Phật, Nam mô Nhật Tàng Phật, Nam mô Nguyệt Thị Phật, Nam mô Chúng Diêm Phật, Nam mô Thiện Minh Phật, Nam mô Vô Ưu Phật, Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng đại từ bi cứu vớt hết thảy chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ trong đường ngạ quỷ. Lại nguyện xin cứu vớt hết thảy chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ vô lượng trong đường địa ngục, trong đường súc sinh và trong nhân loại, làm cho các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đoạn ba nghiệp chướng trừ năm sợ hãi, chứng tám giải thoát, dùng bốn hoàng thề độ thoát chúng sanh, đảnh lễ Thế Tôn, thưa thỉnh giáo lý di diệu, không rời đương xứ, sạch hết hữu lậu, tùy tâm tự tại vào khắp cõi Phật, hạnh nguyện viên mãn, chóng thành chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành lắng lòng mà nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Dương Xá, phía đông nam có một hồ nước, bao nhiêu tiểu giải ô uế đều chảy vào hồ ấy, hôi thối không thể đến gần được. Có một con trùng lớn sinh ở trong hồ ấy, thân dài mấy trượng, không có tay chân, quằn quại lăn lóc, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật. Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem. Đại chúng nghĩ rằng: Nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi việc con trùng ấy cho mọi người nghe. Phật bảo đại chúng:
Sau khi Đức Phật duy về nhập Niết Bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thế đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc, lúc về cũng ghé lại chùa. Các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn, liền hân hoan, phát tâm cúng dường, mới cùng nhau nghĩ rằng: phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường lễ mọn. Mỗi người cúng một viên ngọc, cộng được 500 ma ni châu, đem gửi chủ chùa. Sau đó, chủ chùa sinh tâm không tốt, lập mưu muốn đoạt lấy một mình, không đem ra cúng dường chúng tăng. Đại chúng mới hỏi: ngọc châu của khách buôn bố thí nên đem ra cúng dường đại chúng. Chủ chùa đáp rằng: ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đoạt thì có phẫn quế cho các ngươi. Nếu các ngươi không đi ngay bây giờ, ta sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phẫn. Đại chúng nghĩ thương người ấy quá ngu si, bèn làm thinh bỏ đi. Vì tội ác ấy nên nay chủ chùa kia phải làm thân trùng này, sau sẽ vào địa ngục chịu vô lượng đau khổ. Lại nữa, khi ấy Phật ở thành Dương Xá, thấy một chúng sanh có cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt đóng vào lưỡi, lửa phát cháy hừng hực, chịu đau khổ suốt ngày đêm. Ngài Mục Liên bèn hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp: người ấy xưa kia từng làm chủ chùa, hay bắn giết xua đuổi các thầy tỳ kheo ở lâu trong chùa, hay khách tăng mới đến cũng vậy, mà không cho ăn uống, không bình đẳng cúng dường. Vì nhân duyên ấy nên nay mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạt nước đồng sôi, bốc lửa cháy hừng hực, nước đồng sôi chảy tràn ra tứ phía, chảy khắp thân thể. Chúng sanh ấy nương hư không mà đi mãi không nghỉ. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như thế? Phật đáp: người ấy đời xưa làm tri sự ở chùa, đàn việc cúng dầu thấp, tri sự không chia cho khách tăng, đợi các thầy khách tăng đi rồi, sau đó mới chia cho các thầy thường ở trong chùa. Vì nhân duyên ấy nên nay người ấy mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh bị các hoàng sắc cháy đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi. Người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Phật đáp rằng: người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm 7 trái me trong vườn chúng tăng. Sau khi chết rồi, Sa Di ấy đã chịu vô lượng khổ trong địa ngục. Nay nghiệp báo chưa hết, hãy còn dư ương nên phải chịu khổ như vậy. Lại có một con cá lớn, một thân trăm đầu, mỗi đầu một khác, bị sa vào lưới người. Thế Tôn thấy vậy bèn nhập định, từ tâm tam muội gọi con cá ấy. Cá ấy tức thời ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con trùng rút trong nhà xí. Phật bảo các tỳ kheo: lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá to lớn này làm vị tam tạng tỳ kheo, vì ác khẩu nên chịu quả báo diều đầu. Mẹ nó bây giờ thọ hưởng lời dưỡng của nó, nên đọa làm con trùng rút trong cầu tiêu. Phật dạy tiếp rằng: mắc phải báo ấy đều do chúng sanh ác khẩu, nói lời thô tháo cứng sẵn, tuyên truyền bỉ thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau. Chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốt đốt đỏ cái bể sắt, trong ngoài nóng đỏ như nước đồng sôi, để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lại đốt đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắc bén như mũi nhọn, để đoạn cái lưỡi của tội nhân. Lại kéo dài cái lưỡi ra như trâu kéo cày, lại đốt đỏ cái chày sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, tội hết mới ra khỏi địa ngục làm loài chim muông. Phật dạy: nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chánh trị, cha mẹ và sư trưởng thì tội lại còn nặng hơn. Ngày nay
đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy lời ấy rất đáng sợ hãi. Bây giờ đại chúng đã thấy rõ ràng thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả báo chắc thật, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hết lòng hổ thẹn, siêng năng tu hành, cầu xin sám hối. Đại chúng đã cùng nhau xem kinh, đã đồng thấy những việc như trên. Nếu không cố gắng, lười biếng muốn thối lui thì việc tu hành không do đâu có kết quả. Dĩ như người nghèo thiếu lòng thèm khát các vị cao lương mà thực tế không có một vị nào, thì rốt cuộc cũng không có ích gì cho sự thèm khát khổ não kia. Cho nên biết rằng, người nào muốn cầu có pháp môn nhiệm màu thù thắng, muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, người ấy không thể nói suông rằng tôi chỉ tu tâm mà được. Người ấy cần phải có tâm, mà cũng cần phải thực hành bằng sự tướng nữa mới được. Cần phải có sự có lý, sự lý đi đôi công việc mới có kết quả hoàn toàn, thành tựu viên mãn. Vậy nên đại chúng phải nỗ lực tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, cùng nhau chí tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thay thế hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sinh và đường nhân loại mà cầu xin sám hối. Lại nguyện vì cha mẹ, sư trưởng, thiện ác tri thức và cùng hết thảy bà con mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm rồi nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đề Sa Phật, Nam mô Minh Diệu Phật, Nam mô Trì Mang Phật, Nam mô Công Đức Minh Phật, Nam mô Thị Nghĩa Phật, Nam mô Đăng Diệu Phật, Nam mô Hưng Thịnh Phật, Nam mô Dược Sư Phật, Nam mô Thiện Nhu Phật, Nam mô Bạch Hào Phật, Nam mô Kiên Cố Phật, Nam mô Phước Quai Đức Phật, Nam mô Bất Khả Hoại Phật, Nam mô Đức Tướng Phật, Nam mô La Hầu Phật, Nam mô Chúng Chủ Phật, Nam mô Phạm Thanh Phật, Nam mô Kiên Tế Phật, Nam mô Bất Cao Phật, Nam mô Tác Minh Phật, Nam mô Đại Sơn Phật, Nam mô Kim Cang Phật, Nam mô Tương Chúng Phật, Nam mô Vô Quý Phật, Nam mô Chân Bảo Phật, Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo dùng đại từ bi lực, đại trí huệ lực, vô lượng tự tại thần lực, không thể tư nghị, độ thoát nhất thiết chúng sanh lực trong lục đạo, diệt trừ hết thảy đau khổ cho chúng sanh trong lục đạo, khiến các chúng sanh ấy đoạn trừ hết tội nghiệp trong ba đường ác, rốt ráo không tạo năm tội dịch, không tạo mười ác nghiệp nữa. Từ nay trở đi, các chúng sanh ấy không sinh vào chỗ khổ báo, được sinh về tịnh độ, bỏ mạng sống khổ báo, được mạng sống trí huệ, bỏ thân khổ báo, được thân kim cang, bỏ khổ ác thú, được vui niết bàn. Nhớ khổ trong ác thú, phát tâm bồ đề, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại biện, sáu sức thần thông được tự tại như ý, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, và thẳng tấn tu hành đến khi mãn hành thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Chương thứ 8: Ra khỏi địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng vạn pháp không đồng, công dụng bất như, như sáng và tối đối đãi nhau. Tuy nhiên chỉ có thiện và ác là gồm thâu tất cả. Làm thiện được quả báo tốt đẹp ở các cõi trời, cõi người. Làm ác thời mắc quả báo xấu xa, đau khổ kịch liệt trong ba đường ác. Đó là hai sự thật rõ ràng trên đời, không phải giả dối. Những người ngu si lầm lạc phần nhiều sinh tâm nghi ngờ, hoặc cho cõi trời là chuyện bịa đặt, địa ngục là lời nói dối không có. Những người ấy không biết suy nhân nghiệm quả, không biết xét quả tìm nhân. Người không biết phân biệt nhân quả thì cố chấp lấy sự hiểu biết sai lầm của thế gian. Không những chấp không, chấp có,
mà còn làm thơ, làm bài để biếm xích. Tâm họ trái với điều thiện lợi mà không hề tự biết sai lầm. Giả như có người chỉ bảo cho thì họ càng chấp chặt lấy thiên kiến, sai lầm còn kiên cố hơn nữa. Những người như thế là họ tự gieo đầu vào đường ác, trong nháy mắt liền thẳng xuống địa ngục, từ thân hiếu tử không thể cứu được. Họ đi vào hầm lửa giặt dầu trước hơn ai hết. Họ đi thiêu thân trong lửa nóng giặt dầu sôi mà không tự biết. Thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ, khi ấy ăn năn không kịp. Ngày nay đại chúng trong đạo tràng thấy rõ thiện ác nương nhau như bóng theo hình, như gian theo tiếng. Tội phước hai đường tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả quả báo nghiêm nhặt. Mong sao mọi người đều sáng suốt tin tưởng, không sinh tâm nghi ngờ. Sao gọi là địa ngục? Kinh dạy rằng trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi Thiết Di, chỗ tối tăm nhất gọi là địa ngục, thành bằng sắt dài rộng 1.600 vạn dặm. Trong thành chia ra 8 vạn 4.000 ngăn, dưới lấy sắt làm đất, trên lấy sắt làm lưới. Lửa đốt thành ấy trong ngoài cháy đỏ, chảy ra nước. Lửa trên cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy suốt bốc lên trên. Tên riêng của mỗi ngục là ngục nhóm họp, ngục tối tâm, ngục xe dao, ngục rừng kiếm, ngục máy sắt, ngục rừng gai, ngục giọng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lang, ngục kêu la, ngục nước sôi, ngục than nóng, ngục núi dao, ngục rừng kiếm, ngục đá bài lửa, ngục thành lửa, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe lửa, ngục bánh xe lửa, ngục uống nước đồng sôi, ngục khạc ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lạnh, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cày, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục mổ xẻ, ngục xông tro, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lành, ngục bùn lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục câm ngọng, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ nhọn sắt. Lại có những đại tiểu nê lê A Tỳ địa ngục. Phật bảo Đức A Nan: Sao gọi là A Tỳ địa ngục? A nghĩa là vô, Tỳ nghĩa là già, A nghĩa là vô, Tỳ nghĩa là cứu. Nói chung lại, A Tỳ nghĩa là vô già, vô cứu, không ngăn dứt, không cứu vớt được. Lại nữa, A là không gián đoạn, Tỳ là không lay động, A là hết sức nóng nhiệt, Tỳ là hết sức khổ não, A là không an nhàn, Tỳ là không an trú. Tóm lại, A Tỳ là hết sức hành hạ, không tạm nghỉ, không gián đoạn, không lay chuyển, hết sức khổ não, như nung, như nấu, không an nhàn, không chấm dứt, cứ hành phạt mãi mãi, nên gọi là A Tỳ. Lại nữa, A là đại diệm, là lửa dữ, Tỳ là mãnh nhiệt, là nóng dữ. Lửa dữ nhập tâm gọi là A Tỳ địa ngục. Phật dạy ngày A Nan: Địa ngục A Tỳ dài rộng bằng nhau, 32 vạn dặm, 7 lớp thành sắt, 7 lớp lưới sắt bao bọc ngục A Tỳ. Dưới có 18 ngăn, xung quanh có 7 lớp thành, đều có đặt rình dao. Trong 7 lớp thành lại có rừng gươm. Dưới 18 ngăn, ngăn có 8 vạn 4.000 lớp. 4 góc đều có 4 đại đồng cẩu, thân dài lớn đến 1.6 vạn dặm. Mắt như điện chớp, răng như cây gươm, nanh như núi dao, lưỡi như mũi sắc nhọn. Toàn thân chân lông phun lửa dữ, hơi bay như khói, hơi thối khó chịu, thế gian không có vật gì thối bằng. Lại có 18 ngục tốt, đầu như đầu la sát, miệng như miệng dạ xoa. Chó có 64 con mắt, mắt tung ra xa những quang sắc nóng, như xe chạy xa 10 dặm. Trăng phía trên
cao 160 dặm. Trên đầu răng tuôn ra lửa dữ, đốt cháy xe sắt phía dưới, làm cho bánh xe kia mỗi lỗ lưới tròn quả làm một ức con dao lửa, kiếm kích sắc bén. Những lưỡi nhọn đều từ trong lửa ấy lưu xuất, lửa ra như suối chảy, đốt cháy ngục thành A Tỳ, thành cháy đỏ như nước đồng sôi. Bọn ngục tốt kia đầu có 8 đầu trâu, mỗi mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Trên đầu mỗi sừng tuôn ra một đống lửa lớn, đống lửa lớn lại hóa ra bánh xe dao lớn như bao nhiêu bánh xe. Mỗi mỗi bánh xe thứ lớp theo nhau chạy trong lửa dữ ghê gớm, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở dưới đất thì có chó đại đồng cẩu há miệng le lưỡi, lưỡi như đòn sóc nhọn, le ra thì hóa thành vô lượng lưỡi, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở trong 7 lớp thành có 7 lớp cờ. Ở đầu mỗi cờ, lửa tuôn ra như suối trào giọt, nước sắt chảy đầy cả A Tỳ địa ngục. 4 cửa thành ngục A Tỳ, ở trên mỗi ngưỡng cửa có 18 chảo nước đồng sôi trào ra rồi chảy tràn đầy cả thành A Tỳ. Trong mỗi ngăn địa ngục lại có 8 vạn 4 ngàn rắn mãng xà sắt phun độc phun lửa, thân hình lớn đầy thành, kêu la như sấm dậy, mưa xuống những hoàng sắc nóng lớn đầy cả thành A Tỳ. Nỗi khổ trong thành kể đến 8 vạn ức thiên. Bao nhiêu thống khổ trong những thống khổ đều tích tụ ở trong thành này. Lại có 500 ức con trùng ở trong thành, mỗi con trùng có 8 vạn 4 ngàn mỏ nhọn, mỗi đầu mỏ nhọn có lửa tuôn như mưa xối đầy cả thành A Tỳ. Mỗi khi trùng ấy rơi xuống thì lửa dữ trong thành A Tỳ bốc ngọn lên dữ dội, hừng hực sáng choang. Lửa mạnh ấy chiếu đến 336 vạn dặm, từ A Tỳ ngục xông lên biển cả dưới núi Ốc Tiêu. Nước biển cả giọt xuống, mỗi giọt lớn bằng trục bánh xe to, thành ra những mũi nhọn sắt lớn đầy cả thành A Tỳ. Phật bảo ngài A Nan: như chúng sinh nào giết cha hại mẹ, nhục nhã 6 dòng bà con, người ấy khi mạng chung, chó sắt hả miệng quá làm 18 chiếc xe, giống như xe vàng có bảo cái che trên, hết thảy mũi lửa nhọn kia quá làm ngọc nữ. Người có tội kia xa trông thấy sinh tâm vui mừng, nghĩ rằng ta muốn đến đó chơi, ta muốn đến đó chơi. Khi đến rồi thì bị gió phong đao xẻ thân, lạnh quá chừng. Tội nhân lại nghĩ: há được lửa tốt, ngồi trên xe đốt lên mà hơ. Nghĩ như thế rồi thì liền chết. Trong giây phút lại thấy mình ngồi trên xe vàng ngắm xem ngọc nữ, nhưng bị ngọc nữ cầm búa sắt chém thân. Dưới thân lửa bốc hừng hực, mau như chớp nhoáng, trong nháy mắt lại rơi vào A Tỳ địa ngục. Từ ngăn trên chớp mắt đọ xuống ngăn dưới, thân lớn đầy ngăn. Chó đồng cẩu lớn tiếng sủa lên và nhai xương nuốt tủy. Ngục tốt La Sát cầm xoa sắt lớn xoa đầu bắt đứng dậy, lửa cháy khắp thân, cháy luôn thành A Tỳ. Lưới sắt tuôn mưa dao, dao theo lỗ chân lông vào trong thân thể, quá làm vua Diêm Vương. Vua lớn tiếng bảo rằng: kẻ ngu si, giống ngục tốt kia, ngươi ở dương thế bất hiếu với cha mẹ, tà mạng không đạo đức, nên phải đọa vào chỗ này, gọi là A Tỳ địa ngục. Ngươi là người không biết ơn, không hổ thẹn, ngươi chịu khổ não như thế có sướng không? Nói rồi biến mất. Bây giờ ngục tốt lại đuổi tội nhân từ ngăn dưới lên ngăn trên, phải trải qua 8 vạn 4 ngàn ngăn giữa mới qua khỏi lớp lưới sắt cuối cùng. Một ngày một đêm mới khắp A Tỳ địa ngục. Một ngày một đêm ở địa ngục bằng 60 tiểu kiếp ở dương gian. Tội nhân sống như vậy trong địa ngục một đài kiếp. Người phạm tội ngũ nghịch không biết hổ thẹn nên gây tội ấy. Vì tội ngũ nghịch nên lúc lâm chung có 18 thứ phong đao như xe lửa sắt cắt xẻ thân thể. Tội nhân vì nóng bức nên nói thế này: nếu ta có các thứ hoa sắc đẹp ấy, cây đại thọ mát mẻ kia, ở đó dạo chơi há không vui sao? Nghĩ như thế rồi
thì có 8 vạn 4 ngàn rừng ác kiếm, quả làm cây báo, hoa quả tốt tươi, sắp bày ra trước mắt, lửa nóng hừng hực, quả làm hoa sen nơi gốc cây kia. Tội nhân thấy vậy liền nghĩ thầm: ta đã mãn nguyện. Trong nháy mắt, tội nhân liền ngồi trên hoa sen. Trong khoảnh khắc, các trùng mỏ nhọn từ trong hoa lửa sinh ra, rút ráy cốt tủy, thấu suốt tâm can. Tội nhân phải vịn cây đứng dậy. Các nhánh cây hóa thành lưỡi kiếm, róc thịt chẻ xương. Vô lượng rừng đao từ không trung rơi xuống. Những lò hồng, xe lửa, 18 điều đau khổ nhất thời đưa đến. Những cảnh tượng này hiện ra thì tội nhân bị hãm xuống địa ngục tầng dưới, rồi từ tầng dưới lên tầng trên. Thân hình lột hết như hoa nở, trải khắp ngăn dưới rồi lên ngăn trên, bị lửa mạnh thiêu đốt dữ dội. Đến ngăn trên rồi, thân hình tràn khắp ngăn ấy, bị khổ não nung nấu vô cùng. Tội nhân phải trợn mắt le lưỡi. Vì phạm tội ngũ nghịch nên bị vạn ức đồng sôi, 10.000 đau luân từ trên không rơi xuống, vào trên đầu, ra dưới chân. Đau khổ còn gấp bội hơn trước nữa 101.000 vạn phần. Người phạm đủ 5 nghịch tội phải chịu tội đủ 5 kiếp. Lại nữa, nếu người nào phá cấm giới của Phật, luống ăn dùng của tín thí, hủy bán tam bảo, tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê 10 phương Phật, trộm cắp của Pháp, làm việc ô uế bất tịnh hành, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo các điều ác, người ấy khi sắp lâm chung, tội báo bị phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Tư tưởng hoang mang, si mê lầm lẫn, thấy nhà cửa và con cái nam nữ và lớn nhỏ cùng tất cả sự vật của mình đều bất tịnh, tiểu giải hôi thối tràn đầy thân thể. Bấy giờ người ấy nghĩ rằng: sau đây không có thành quách và núi rừng tốt đẹp để ta vào chơi, mà lại ở giữa đám bất tịnh ô uế này ư? Nghĩ như thế rồi liền bị ngục tốt la sát lấy cái xoa sắt lớn đánh ngục A Tỳ. Các rừng đao quá làm cây báo, và ao hồ mát mẻ, lửa dữ quá làm hoa sen lá vàng. Những con trùng sắc mỏ nhọn quá làm chim phù nhạn. Những tiếng thống khổ trong địa ngục như âm thanh ca vịnh. Tội nhân trông thấy tốt đẹp như vậy liền nghĩ rằng: ta mau đến đó vào chơi. Nghĩ xong liền thấy mình ngồi trên hoa sen lửa, các trùng sắc mỏ nhọn từ các lỗ chân lông trong chân rút ra, cắn rứt thân thể. 10.000 bánh xe lửa từ trên đánh vào thân, hằng hà sa số xoa sắt, khiêu múc trong mắt. Chó đồng cẩu trong địa ngục quá làm 100 ức chó sắt giành nhau cấu xé thân hình tội nhân, lấy trái tim mà ăn. Trong nháy mắt, thân thể đã thành cánh hoa sắt, tràn khắp 18 ngăn ngục. Mỗi mỗi hoa có 8 vạn 4 ngàn lá, mỗi mỗi lá, đầu, mình, tay chân, chi tiết đều ở trong một ngăn. Địa ngục không lớn, thân này không nhỏ, cho nên biến khắp địa ngục. Những tội nhân này đọa vào địa ngục ấy 8 vạn 4 ngàn đại kiếp. Ngục này tiêu diệt rồi lại vào trong 18 ngăn ngục khác, chịu khổ như trên. A Tỳ ngục này về phương Nam cũng có 18 ngăn, phương Tây cũng có 18 ngăn, phương Bắc cũng có 18 ngăn. Quỷ bán các kinh phương đẳng đại thừa, tạo đủ 5 tội nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành. Những người như vậy chịu đủ tội lỗi, thân lớn khắp A Tỳ địa ngục, tứ chi trải khắp cả 18 ngăn. A Tỳ địa ngục này chỉ thiêu đốt những chúng sinh tạo giống địa ngục như trên. Khi kiếp địa ngục sắp hết, thì thấy cửa địa ngục phương Đông liền mở. Tội nhân nhìn thấy ngoài cửa ấy có dòng nước trong chảy mát mẻ, có rừng cây hoa quả tốt tươi hiện ra. Những tội nhân ở ngăn dưới nhìn thấy thì mắt tạm bớt đổ lửa, từ ngăn dưới vươn mình lên quằn quại bò đi, tuột cả thân hình mà chạy lên ngăn trên, tay vinh bánh xe đao. Bấy giờ trên không trung mưa xuống những hoàng sắc nóng. Tội nhân chạy đến cửa phương Đông, vừa đến cổng thì ngục tốt la sát cầm xoa sắt đâm ngược vào tròng mắt của tội nhân. Chó đồng cẩu nhai ngầu trái tim, tội nhân phải chết ngất.
chết rồi sống lại, thấy cửa phương Nam mở như cửa phương Đông trước kia không khác. Cửa phương Tây, phương Bắc cũng đều như vậy. Trải qua thời gian nửa kiếp, tội nhân phải chết trong A Tỳ địa ngục, chết rồi sống lại, sinh vào địa ngục giá lạnh, rồi chết trong địa ngục hàn băng này. Chết rồi sống lại, sống rồi lại sinh vào địa ngục hắc ám 100, 1000 vạn năm, mắt không trông thấy, thân làm con đại trùng quằn quại bò đi, các căn ám độn không hiểu biết gì phải quấy, lại bị 100, 1000 hổ lang lôi kéo giành ăn. Chết rồi lại sinh vào loài súc sinh 5000 vạn năm làm thân chim muông, khổ sở như thế cho đến khi hết tội được sinh làm người, nhưng lại phải đuôi điếc ngồng liệu phong hủi ung thư bần cùng hạ tiện, bao nhiêu suy đồi khổ sở mình phải tự rước lấy. Làm thân hèn hạ như vậy 500 lần sống thác, lại sinh vào loài quỷ đói. Ở trong ngạ quỷ gặp được Thiện Tri Thức và các vị đại Bồ Tát quở trách, nói rằng: người ở trong vô lượng đời về trước đã tạo ra vô lượng tội, phỉ báng Tam Bảo, không tin nhân quả, nên đọa trong A Tỳ địa ngục, chịu nhiều khổ não không thể kể xiết. Này ngươi nên phát tâm từ bi. Bấy giờ các ngạ quỷ nghe lời ấy rồi liền xưng Nam Mô Phật. Nhờ sức học ân của chư Phật liền được mạng chung, sinh lên cõi trời tứ thiên. Sinh lên đó rồi ăn năn tự trách, phát tâm Bồ Đề. Tâm quan của chư Phật không bỏ những người phát tâm này, thâu nhiếp các người phát tâm như vậy và thương mến như La Hầu La, dạy bảo tránh xa địa ngục, không cho thân xa đọa như quý trọng con mắt. Phật bảo Đại Vương: muốn biết hào quang chư Phật thường chiếu nơi nào thì hãy xem hào quang ấy thường chiếu những nơi chúng sanh đau khổ như vậy không gián đoạn, không người cứu vớt. Tâm Phật thường biết nơi đâu? Thường biết những nơi chúng sinh chịu hành phạt cực hình, cực ác như vậy. Vậy đem tâm Phật mà trao dồi tâm mình, trải qua nhiều số kiếp, khiến các người ác kia phát tâm Bồ Đề. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật Thế Tôn nói các thống khổ như trên thì gia tâm giữ ý, chớ sinh lòng buông lung. Nếu đại chúng không siêng năng lập phương tiện tu hành Bồ Tát Đạo thì ở trong mỗi địa ngục đều có tội phần. Ngày nay đại chúng nên vì hết thảy chúng sinh hiện đang chịu thống khổ trong A Tỳ địa ngục, vì hết thảy chúng sinh sẽ chịu thống khổ trong A Tỳ địa ngục và rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh hiện chịu và sẽ chịu vô cùng vô tận thống khổ trong hết thảy địa ngục ở mười phương mà đầu thành đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quá Khứ Thất Phật, Nam mô Thập Phương Thập Phật, Nam mô Tam Thập Ngũ Phật, Nam mô Ngũ Thập Tam Phật, Nam mô Bách Thất Thập Phật, Nam mô Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật, Nam mô Hiền Kiếp Thiên Phật, Nam mô Tinh Tú Kiếp Thiên Phật, Nam mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Thập Nhị Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xin quy y mười phương tận hư không giới vô lượng hình tượng, tượng vàng và tượng chiên đàn của vua Ưu Điền, tượng đồng của vua A Dục, tượng đá của Ngô Trung, tượng ngọc của Đức Sư Tử, tượng vàng, tượng bạc, tượng lưu ly, tượng san hô, tượng hổ phách, tượng xà cừ, tượng mã não, tượng trân châu, tượng mani, tượng vàng tử ma thượng sắc diêm phù đàn ở trong các quốc độ. Một lại, lại quy y hết thảy các tháp thờ tóc của mười phương Phật, quy y hết thảy các tháp thờ hàm răng, quy y hết thảy các tháp thờ răng, quy y hết thảy các tháp thờ móng tay, quy y hết thảy các tháp thờ xương trên đỉnh, quy y hết thảy các tháp thờ xá lợi trong thân, quy y hết thảy các tháp thờ cà sa, quy y hết thảy các tháp thờ muỗng bình bát, quy y hết thảy các tháp thờ bình tắm rửa, quy y hết thảy các tháp thờ tích trượng, quy y hết thảy các nơi làm Phật sự như vậy. Một lại, lại quy y nơi tháp Phật giáng sinh, quy y tháp Phật đắc đạo, quy y tháp Phật chuyển pháp luân,
quy y tháp Phật nhập Niết Bàn. Quy y tháp Phật Đa Bửu và 84.000 tháp của vua A Dục tạo ra. Quy y tháp trên trời, tháp ở nhân gian và tất cả bảo tháp ở trong cung Long Dương. Một lạy. Lạy quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật. Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp. Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng. Một lạy. Nguyện xin Tam Bảo đồng đem từ bi lực an ủi chúng sinh lực, vô lượng đại tự tại lực, vô lượng đại thần thông lực, thâu nhiếp thọ lãnh chúng con. Ngày nay sám hối thế cho hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong A Tỳ đại địa ngục, sám hối thế rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh trong tất cả địa ngục ở mười phương, nhiều không thể kể xiết. Sám hối thế cho cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con quyến thuộc. Nguyện xin Tam Bảo dùng nước đại bi tẩy trừ tội lỗi cho hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục và trong những địa ngục khác, khiến chúng sinh được thanh tịnh. Nguyện xin Tam Bảo tẩy trừ tội lỗi cho chúng sinh hiện đồng sám hối trong đạo tràng hôm nay, tẩy trừ tội lỗi cho tất cả cha mẹ, sư trưởng, cho hết thảy bà con quyến thuộc của chúng con, khiến tội lỗi được thanh tịnh. Lại xin tẩy trừ tội lỗi cho tất cả chúng sinh trong sáu đường, khiến chúng sinh thẳng đến đạo tràng hoàn toàn thanh tịnh. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, chúng sinh đều đoạn trừ được hết khổ não trong A Tỳ địa ngục. Rộng ra nữa là đoạn trừ hết thảy thống khổ nhiều không thể nói, không thể nói trong các địa ngục, ở mười phương tận hư không giới. Chúng sinh ấy rốt ráo không còn đọa trở lại trong ba đường ác, rốt ráo không còn đọa trở lại trong các địa ngục, rốt ráo không còn tạo trở lại mười ác nghiệp, không còn tạo trở lại năm tội nghịch để chịu khổ não. Tất cả các tội nguyện đều tiêu hết, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông đều được tự tại như ý, đầy đủ trí huệ tu đạo Bồ Tát, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu hành mãi lên cho đến mãn hạnh thập địa vào tâm kim cang, thành đẳng chánh giác để trở lại đời này độ thoát hết thảy chúng sinh trong mười phương. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng còn có các địa ngục khác chịu khổ rất phức tạp, không thể ghi chép. Danh hiệu như vậy khổ sở vô cùng, đại chúng dở xem trong kinh sẽ thấy rõ việc ấy. Trong kinh Phật dạy rằng một niệm ác của vua Diêm Vương sinh ra đủ các việc trong địa ngục, tự thân Diêm Vương chịu khổ cùng không thể kể xiết. Diêm La Đại Vương xưa kia làm vị Tỳ Xa Quốc Vương, nhân vì cùng với Duy Đà Thủy Chúa chiến đấu thất bại, bèn lập thệ nguyện: nguyện ta đời sau làm chủ ngục trị tội nhân vậy. 18 vị đại thần và trăm vạn tùy tùng đồng phát nguyện như vậy. Tỳ Xa Vương ấy nay là Diêm La Vương, 18 vị đại thần kia nay là 18 ngục vương vậy. Trăm vạn chúng tùy tùng nay là ngưu đầu ngục tốt vậy. Bọn quan thuộc này đều lệ thuộc Bắc Phương Tỳ Xa Môn Thiên Vương. Kinh Trường A Hàm chép: chỗ ở của Diêm La Đại Vương tại Diêm Phù Đề trong núi Kim Cang, về phương Nam, Dương Cung dài rộng 6.000 do tuần. Kinh Đại Địa Ngục dạy rằng thành quách cung vua Diêm Vương ở trong địa ngục rộng dài 3 vạn dặm, dùng sắt và đồng mà xây dựng. Ngày đêm 3 thời có chảo đồng lớn đựng đầy nước đồng sôi, tự nhiên để phía trước vua. Có ngục tốt to lớn nằm trên giường sắt đóng của vua, lấy móc sắt đánh miệng vua, rót nước đồng sôi vào miệng vua, từ yết hầu trở xuống đều cháy tiêu tan. Các đại thần kia cũng phải chịu khổ như vậy. 18 ngục vương ấy tên là: 1. Ca Diên giữ ngục Nê Lê. 2. Khuất Tôn giữ ngục Đao Sơn. 3. Phí Thọ giữ ngục Phí Sa. 4. Phí Khúc giữ ngục Phất Xí. 5. Ca Thế giữ ngục Hắc Nhĩ. 6. Hạc Sai giữ ngục Quả Sa.
7. Thang Dị, giữ ngục Hoạch Thang. 8. Thích Ca Nhiên, giữ ngục Thiết Sàng. 9. Ác Sinh, giữ ngục Hạp Sơn. 10. Hân Ngâm, giữ ngục Hàng Băng. 11. Tỳ Ca, giữ ngục Bát Bì. 12. Diêu Đầu, giữ ngục Súc Sinh. 13. Đề Bạc, giữ ngục Đao Binh. 14. Di Đại, giữ ngục Thiết Ma. 15. Duyệt Đầu, giữ ngục Khôi Hà. 16. Xuyên Cốt, giữ ngục Thiết Sách. 17. Danh Thân, giữ ngục Thơ Trùng. 18. Quán Thân, giữ ngục Dương Đồng. Những ngục như vậy đều có vô lượng địa ngục khác làm quyến thuộc. Mỗi ngục đều có chủ ngục. Ngưu Đầu ngục tốt, tánh tình bạo ngược, không có một mảy từ tâm. Thấy chúng sinh chịu ác báo như vậy, chỉ sợ chúng sinh không khổ mà thôi. Nếu hỏi ngục tốt: chúng sinh chịu khổ như vậy rất đáng thương xót, sao các ngươi thường cứ ôm lòng độc ác khốc liệt, không chút thương tâm? Ngục tốt liền đáp: những người chịu khổ ấy tội ác như thế này: bất hiếu với cha mẹ, bài bán Phật Pháp Tăng, chê bai thánh hiền, nhục mạ lục thân, khinh mạng sư trưởng, hủy hại tất cả, nói lời độc ác, nói lời hai lưỡi, nịnh hót, tật đố, chia rẽ tình cốt dục của người, giận hờn nóng nảy, sát hại tham dục, dối gạt khinh khi, tà mạng tà cầu, lại do gì tà kiến giải đãi buông lung, gây kết nhiều thù oán. Những người như vậy đến đây chịu khổ rồi, mỗi khi được thoát ra, chúng tôi thường khuyên bảo rằng: ở đây cực khổ lắm, không thể chịu được, các người nay được ra rồi, chớ nên tạo tội mà phải trở vào đây nữa. Nhưng các tội nhân ấy không chịu chừa bỏ, ăn năn, ngày nay ra rồi, hoặc vậy lại vào. Lần lựa luân hồi không biết thống khổ, làm cho chúng tôi phải mỏi mệt vì các chúng sinh ấy. Kiếp này kiếp khác cứ đối đầu nhau mãi. Vì duyên cớ ấy nên chúng tôi đối với tội nhân không có chút thương tâm, mà còn cố ý làm cho khổ sở thêm nữa. Chúng tôi mong sao họ biết khổ, biết hổ, biết thẹn, không trở lại đây nữa. Nhưng chúng tôi xem các chúng sinh ấy thật là chỉ khổ mà không chịu tránh, không chí quyết làm lành để vào niết bàn. Họ đã là vật vô tri, không biết tránh khổ tìm vui. Sở dĩ họ phải chịu đau khổ hơn ở thế gian, thì làm sao chúng tôi có thể dung thứ mà sinh tâm thương được? Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, hãy đem việc lao ngục ở thế gian mà so sánh thì có thể biết ngay. Tin chắc rằng việc này không phải là luống dối. Giả sử có người ba phen đến cửa ngục, tuy bà con thân tộc, nhưng thấy người ấy cứ vào ra cửa ngục mãi cũng đã chán ngán, không có lòng buồn thương. Huống gì Ngưu Đầu ngục tốt, thấy các chúng sinh đã ra lại vào để chịu thống khổ mãi mãi. Vậy đã thoát khỏi địa ngục rồi thì nên tu tâm dưỡng tánh, cải cách tập quán. Nếu không chừa bỏ thì nhiều kiếp chìm trong biển khổ. Đã vào trong ấy rồi, cứ thứ lớp mà qua, hết khổ này đến khổ khác, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy nên quán thù ba đời, nhân quả theo nhau, hai dừng thiện ác chưa từng tạm nghỉ. Việc báo ứng trình bày rõ ràng, rất dễ trông thấy. Làm ác gặp khổ, lấy ác trả ác. Ở trong địa ngục cùng năm mãn kiếp, chịu thống khổ đủ điều. Hết tội địa ngục lại làm súc sinh, hết tội súc sinh lại làm quỷ đói, trải qua vô lượng sanh tử, vô lượng thống khổ. Như thế đại chúng há có thể không lo tu hành Bồ Tát đạo cho kịp thời sao? Chúng con ngày nay nhất tâm đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường địa ngục, ngục dương, đại thần, Ngưu Đầu, ngục tốt và quyến thuộc của chúng khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường ngạ quỷ, ngạ quỷ dương, ngạ quỷ thần, vân vân, và quyến thuộc của ngạ quỷ ở khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường súc sinh thần, vân vân, và quyến thuộc của súc sinh khắp mười phương. Rộng ra, nguyện vì hết thảy chúng sinh vô cùng vô tận trong mười phương mà cầu xin sám hối, cải giảng tu lai, không làm ác nữa. Những tội đã làm, nguyện xin diệt trừ; những tội chưa làm, thề không dám làm.
nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương dùng bất khả tư nghị tự tại thần lực gia tâm cứu hộ, thương xót, nhiếp họ, khiến cho tất cả chúng sinh tức thời giải thoát. Nguyện xin quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Hoa Nhật Phật, Nam mô Quân Lực Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Nhân Ái Phật, Nam mô Đại Quay Đức Phật, Nam mô Phạm Dương Phật, Nam mô Vô Lượng Minh Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Kiên Bộ Phật, Nam mô Bất Hư Kiến Phật, Nam mô Tinh Tấn Đức Phật, Nam mô Thiện Thủ Phật, Nam mô Quan Hỷ Phật, Nam mô Bất Thối Phật, Nam mô Sư Tử Tướng Phật, Nam mô Thắng Tri Phật, Nam mô Pháp Thị Phật, Nam mô Hỷ Dương Phật, Nam mô Sa Ngự Phật, Nam mô Ái Tác Phật, Nam mô Đức Tý Phật, Nam mô Hương Tượng Phật, Nam mô Quán Thị Phật, Nam mô Dân Âm Phật, Nam mô Thiền Tư Phật, Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, tự tại thần lực cứu vớt chúng sinh trong đường địa ngục, ngục dương, đại thần và quyến thuộc của các vị ấy cùng 18 địa ngục. 18 ngăn địa ngục này đều có nhiều địa ngục khác làm quyến thuộc. Nguyện xin Tam Bảo cứu vớt hết thảy ngưu đầu ngục tốt và tất cả chúng sinh chịu khổ trong đường địa ngục, khiến các chúng sinh ấy đều được giải thoát, tội nhân khổ quả đồng thời tiêu diệt. Từ nay trở đi, rốt ráo vĩnh viễn đoạn trừ hết nghiệp địa ngục, rốt ráo không đọa trong ba đường ác, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông như ý tự tại, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến mãn hàng thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sinh, đồng nhập kim cang, thành đẳng chánh giác. Từ bi đạo tràng sám pháp, quyển thứ tư. Cuối quyển tư. Lương Hoàng Bảo Sám, Sắc Màng Sa Môn, Huỳnh Kim Điện Thượng Diễn Quyền Văn, Cung Các Ái Tường Dân, Pháp Võ Tân Phân, Trần Thế Cảm Hoàng Ân. Lương Hoàng Bảo Sám, Dạng Đức Hồng Danh, Linh Văn Tứ Quyện Tối Hoằng Thâm. Tự nhiên tay truân, đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung Danh. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Phật Độc Tôn, Thế Xuất Thế Gian Thử Pháp Tối Thắng, Cam Lộ Phổ Triêm Ư Sa Giới, Bồ Đề Hương Tán Ư Nhân Gian, Đỉnh Thư Bạch Ngọc Chi Hào Quang, Thể Lộ Quỳnh Kim Chi Diệu Tướng, Phàm Tình Khẩn Đảo Đẳng Niệm Hiện Tiền, Duy Nguyện Hồng Từ Ai Lân Nhiếp Thọ. Thượng Lai Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tu Sùng Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Kim Đương Đệ Tứ Quyển, Lễ Tụng Tương Hoàng, Công Quân Cáo Tích, Bi Tâm Trùng Giận Khắc Niệm Kiền Thành, Hương Đàn Trầm Thủy Chi Tường Dân, Chúc Thổ Ưu Đàm Chi Hoa Nhụy, Hiến Thiên Trù Chi Diệu Cúng, Liệt Thiền Duyệt Chi Tô Đà, Chung Khánh Tiếp Thiên Nhạc Chi Tề Minh, Phạm Âm và Diệu Âm Chi Diễn Sướng, Tập Tư Thiện Lợi Phổ Ích Hữu Tình, Hồi Hướng Giác Thiên Kim Tướng, Mãn Nguyệt Năng Nhân, Mãn Bán Mãn Chi Chân Thuyên, Học Vô Học Chi Thượng Sĩ, Thiên Địa Minh Dương Linh Triết, Nhân Gian Liệt Miếu Âu Cơ, Giám Thử Quỳ Hoạt Chi Tâm, Phổ Giáng Ân Quang Chi Tỳ, Xuất Sinh Công Đức Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Sám Trừ Tà Chủng Chi Thâm Khiên, Đắc Nhập Tứ Không Chi Chánh Định, Phục Nguyện Tứ Sinh Căn Bổn Nhân Do, Như Thang Ốc Tuyết Tứ Trú Phiền Não Chướng Cấu, Tợ Nhật Dung Sương Hành Xuất Tứ Lưu, Ly Ái Hà Chi Cốt Một, Tốc Thành Tứ Đức Thú Lạc Đồ Chi Quyền Do, Tứ An Lạc Hành Dĩ Hiện Tiền, Tứ Hoằng Thệ Nguyện Nhi Kiên Cố. Đa Sinh Phụ Mẫu Đồng Đăng Giải Thoát Chi Môn, Lụy Kiếp Quan Thân Cộng Chứng Bồ Đề Chi Quả,
thì tắc y văn sám hối, thành khẩn túc nghiệp dị trừ, tái lao tôn chúng, đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương Hoằng bảo sám, tứ quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng tội chướng. Thân chứng Bồ Tát Diệm Huệ Địa, sám văn cử xứ tội qua phi, giải liễu quang sám liễu tội, tiêu tai tăng phước huệ, thoát khổ sinh đau lợi. Giải liễu quang sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội, Long Hoa tam hội nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương Hoàng bảo sám, tứ quyển dĩ dân châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên dư, duy nguyện dông giả giảng Tây Du, Diệm Huệ Địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi So Ha.